quả mọng, bà con ta biết quả mọng hết là con. Quả mọng thì bà con công nhận không? Tốt cho sức khỏe vô cùng. Ai ăn quả mọng thì nó sẽ tốt cho sức khỏe, sử dụng quả mọng thì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có riêng có một số người, một số bệnh ở đây, nếu ăn quả mọng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe cả bà con à. Đó là những người nóng trong người, người uống rượu, say rượu, dễ ngứa, lở lét, bà bầu, phụ nữ cho con bú, người nói ngọng nói nghẹo, đang uống thuốc, mới vừa khỏi bệnh. Những người này vui lòng đừng ăn quả mọng để nó tốt cho sức khỏe của mình và tốt cho căn bệnh của mình. Đó là những người đang nóng trong người, người uống rượu, say rượu, dễ ngứa, lở lét, bà bầu, phụ nữ cho con bú, người nói ngọng, nói nghẹo, đang uống thuốc, mới vừa khỏi bệnh là vui lòng đừng có ăn quả mọng, sử dụng quả mọng nha bà con. Còn ngoài ra quả mọng nó tốt cho sức khỏe vô cùng, là nó ngăn ngừa và giảm được nhiều bệnh mãn tính, tiểu đường, tim mạch, đau tim, tăng cường chức năng động mạch, tốt, tốt cho mắt, tăng cường đề kháng, cải thiện tốt, tốt cho cơ bắp, vận động mạnh, đường ruột, khỏe mạnh, nhiễm trùng, hệ thống, hệ tiết niệu, phòng ung thư, nó làm tốt cho những trường hợp như vậy. Ăn quả mọng nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó làm được ngăn ngừa và giảm nhiều bệnh mãn tính, tiểu đường, tim mạch, đau tim, tăng cường chức năng của động mạch, tốt cho mắt, tăng cường đề kháng, cải thiện tốt cho cơ bắp, vận động mạnh, tốt, tốt cho đường ruột, khỏe mạnh, nhiễm trùng hệ thống tiết niệu, nó phòng được ung thư. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta sử dụng hay ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn một ngày một quả, nếu ăn 6 ngày liền liền, ăn 6 ngày liền liền thì ta phải nghỉ một ngày. Đó là sử dụng quả mọng hay ăn quả mọng. Nó tốt mà không phải ăn bao nhiêu cũng được. Nó tốt ta chỉ ăn một ngày một quả, có người gọi là một ngày một trái nha bà con. Nhưng mà ăn 6 ngày liền, 6 ngày liền thì chúng ta phải nghỉ, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.